một món ngon cho bữa cơm gia đình. Đó là món tai heo hầm tiêu xanh. Món này thì mình có thể ăn cơm hay ăn với bún đều được nha. Và nếu các bạn cảm thấy thích cái video của mình thì hãy cùng vào bếp và làm với mình nha. Tai heo này mình đã rửa sạch, sơ chế sạch sẽ. Bây giờ mình đem mình trụng với lại nước sôi trong vòng 3 phút ha. Thì mình sẽ cho vào đây muối nè, gừng hành, một ít rượu trắng. Và sau đó mình bỏ tai heo vào đây, mình sẽ trụng. Cái tai heo này thì mình cân được khoảng 400 gram á. Và mình sẽ trụng trong vòng 3 phút ha, để cho nó khử cái mùi. Và sau đó mình sẽ vớt ra, mình để nó qua một bên ha. Và bây giờ mình chuẩn bị mình đi làm cái phần rau củ. Ở đây thì mình sẽ nấu với lại nấm đông cô. Cái này mình chẻ mình tỉa hoa như vậy cho nó đẹp ha. Còn nếu mà không thích thì mình có thể để nguyên cũng được, hoặc là mình cắt đôi ra. Rồi bây giờ mình cắt cái phần cà rốt thì mình cắt cái miếng vừa ăn như vậy ha, hoặc là có thể dày hơn chút cũng được luôn. Và củ sen thì mình cắt miếng dày dày cỡ 1 cm như vậy ha. Rồi sau khi sơ chế cái phần rau củ thì tai heo nó cũng nguội rồi nè. Bây giờ mình sẽ cắt cắt cái miếng vừa ăn. Cắt lần lượt cho nó hết ha. Và mình đi nấu luôn. Món này thì mình nấu cũng nhanh lắm. Nó giống như là một món canh mà mình ăn với cơm, hoặc là mình có thể ăn bún cũng đều được luôn. Rồi bây giờ cắt xong rồi mình bắt đầu mình nấu ha. Mình sẽ cho 2 muỗng dầu ăn vô cái chảo nè. Trước tiên thì mình sẽ phi hành tím ha, cho nó thơm. Rồi mình đảo qua một chút đi. Bắt đầu mình cho tiếp theo mình cho tỏi vô luôn nè. Và mình cho vào đây 1 muỗng tiêu xanh. Tiêu xanh mình giã dập rồi ha. Mình xào cho các nguyên liệu này nó thơm. Và mình cho tai heo vô đây mình xào. Rồi bây giờ mình chuẩn bị mình nêm vô đây 1 ít gia vị ha. Mình sẽ nêm vào đây 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê đường và 1 muỗng cà phê nước mắm. Sẵn rồi nè, bây giờ mình bỏ vô mình nấu luôn. Thì trước tiên thì mình sẽ cho củ sen, rồi nấm đông cô. Và cho luôn cả cái phần tai heo luôn nè. Rồi bây giờ mình cho thêm vài nhánh tiêu xanh nữa nè, để cho cái nồi nước của mình nó thơm ha. Và mình nêm vào đây 1/3 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê đường và 1 muỗng cà phê hạt nêm. Thì cái này á, mình nêm theo khẩu vị nhà mình thôi ha. Nhà mình thì ăn nó hơi đậm đà chút, còn nếu mà các bạn ăn nhạt chút thì mình có thể nêm ít lại ha, thì tùy khẩu vị thôi. Và sau cùng là mình sẽ cho cà rốt vô đây và mình nấu cho nó sôi lên nữa ha. Rồi mình hạ cái lửa nhỏ xuống, mình nấu trong vòng 20 phút
thì mình nấu 20 phút á, thì cái củ sen với lại tai heo nó cũng vừa chín tới thôi, nó vẫn còn giòn. Và đây là cái mình nấu được 20 phút rồi nè, nó nước nó xâm sắc như vậy ha. Còn nếu mà muốn ăn mềm thì mình nấu thêm 5 phút nữa nha. Và bây giờ cái nồi của mình nó xong rồi nè, thì mình sẽ múc nó ra tô. Đó, các bạn nhìn thấy hấp dẫn không? Cái củ sen á thì ăn nó bùi bùi, cái tai heo thì nó giòn, và cái nước lèo nó rất là thơm luôn. Mình ăn với cơm hay với bún đều ngon luôn nè. Và đây mình sẽ thêm một cái chén nước mắm ớt nữa ha. Đó, mình ăn cơm nó rất là ngon luôn. Và mình xin mời cả nhà cùng mình thưởng thức cái món tai heo thầm tiêu xanh này nha. Và mình xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha.